hát quá. Cha có từng nghĩ chúng ta sẽ thoát khỏi cái đảo hoang để ra ngoài tìm bộ tộc của chúng ta hay không? Thoát khỏi đảo hoang đi ư? Khó lắm con trai ạ. Dòng tộc của chúng ta ở đây biết bao nhiêu năm? Hàng trăm năm, có khi là hàng ngàn năm. Chưa ai thoát được khỏi cái đảo hoang này cả. Có người một đi không trở lại, có người vĩnh viễn nằm lại dưới dòng sông sâu kia. Chính anh trai của con cũng hy sinh vì nó. Con sông này chứa rất nhiều điều huyền bí con trai ạ. Trông nó êm ả vậy thôi chứ thực sự buôn làng của chúng ta chưa một ai vượt qua được dòng sông này. Hy vọng một ngày nào đó, với sự thông minh của con, thì con sẽ tìm được cách vượt ra khỏi hòn đá này. Con thấy dòng sông này rất là bình thường, tại sao chúng ta không liều một phen? Bỏ ý định đi con trai ạ. Với sức lực của chúng ta bây giờ không thể thoát khỏi được dòng sông này. Và con biết tại sao buôn làng của chúng ta bị bắt khỏi đảo hoang này không? Không biết đúng không? Lúc chúng nó đến bắt buôn làng của chúng ta đi, họ mang đến những con chim sắt, những con cá bằng sắt có thể bơi được trên mặt hồ này, lặn xuống dòng sông này mà không thấy có hề hấn gì. Lúc đó cha cũng quyết tâm đi tìm buôn làng của ta, ta và anh của con đấy đã thử vượt qua dòng sông này. Nhưng mà con biết không, anh trai của con đã nằm lại. Từ đó ta đã thề rằng không được ai có ý định vượt qua được dòng sông này. Con hiểu ý ta không? Thôi, tối rồi con trai. Thôi đừng buồn con trai ạ. Thật sự mà nói chúng ta không tài nào vượt qua được dòng sông kia đâu. Cha chỉ muốn tốt cho gia đình chúng ta thôi. Cha không thể để mất thêm một thành viên nào trong gia đình của chúng ta nữa. Năm ấy mẹ con vì mất anh trai mà đau đớn, bà ấy đâm ra bệnh và rồi cũng không qua khỏi được bao bệnh. Nên bây giờ ta chỉ có con là người để bầu bạn cùng ta mà thôi. Con mà có mệnh lệnh gì ở trên trời cao kia, mẹ con không bao giờ tha thứ cho ta.
Con trai không ngủ được à? Con vẫn muốn ra khỏi cái hòn đảo này. Ra khỏi hòn đảo này ư? Vâng thưa cha. Cha biết con có ý chí rất kiên cường, giống như anh trai của con vậy đó. Nhưng để thoát khỏi được hòn đảo này, chúng ta không làm được con trai ạ. Thôi, con ngủ đi. Ngày mai cha con ta tiếp tục lên đường. À, dạo gần đây trời nắng hạn như này, hướng đông bắc nhất định sẽ có thú lớn. Ngủ đi con. Cái này là cha đang chỉnh sửa nó lại để cha con ta chuẩn bị vượt sông. Vậy à? Cha không cho vượt sông sao cha lại làm? Con trai, hôm qua, cái đêm hôm qua ta thật sự không ngủ được con ạ. Con nói rất chi lý, ta không thể để mặc buôn làng của ta dày đọa bên thế giới bên ngoài. Con biết
Cái này ở đâu mà ta có không? Chính con thuyền này. Năm ấy, ở ngoài lòng sông kia có một con thuyền quái. Phải nói là siêu to khổng lồ con ạ. Chắc nó cũng đại gia như bà Tân Vlog rồi đó cha. Bà Tân Vlog. Một trong hai chúng ta sẽ có người phải qua được hòn đảo bên kia, ra khỏi hòn đảo này, phải vượt qua được bờ bên kia để giải cứu cho buôn làng của ta. Thôi, bây giờ cho con ta lên được. Mày đâu ơi? Quân đảo. Đúng rồi. Mày điên à? Tao đâu có quân đảo bằng cái đấy. Cha nói quân đảo bằng cái nào? Cái này không à? Không dùng cái đó để quân đảo không ra. Này. Này à. Này mới là cái quần đảo. Kia là sáng giờ tao tập thể dục thôi. Thể dục để quần đảo thôi. Đi biết rồi. Cái này quần thế nào? Lấy hết công cân đồ nó lại vậy. Đây là lần cuối cùng chúng ta nhìn được con đảo mà chúng ta đã sinh sống ở đây mấy ngàn năm. Ta tạm biệt nó đi con. Ôi, thấy được. Quất, quất theo. Đấy, con thấy gì chưa? Dòng sông này thực sự là nguy hiểm quá. Vượt sông có bằng được. Ôi. Mẹ. Cái gì vậy? Đất. Nước, nước, nước vào. Kéo nó lên con. Lên. Cảm ơn. Trông còn được. Ôi. Sao ui con? Lên! Lên đi lên! Đứng dậy con!
nó luôn. Vào đây. Anh sao? Đưa ra. Đây đây cha, đây cha, đây cha. Ơ. Ô. Chết. Nước nước vào, nước vào. Con ạ. Chúng ta ở lại. Thank you.